Trung tâm giao dịch bất động sản Nhơn Trạch Phước Bình Land xin kính chào quý vị. Chúng tôi chuyên nhận ký gửi và giới thiệu đất nền, nhà phố, căn hộ chung cư thuộc khu dân cư Phước An Long Thọ nằm trong tổng thể của đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai gồm các dự án sau. Dự án xây dựng Hà Nội, dự án HUD, dự án Thành Hưng, dự án Sunflower, dự án AirCosun, dự án DTA, dự án tái định cư Phước An Nhơn Trạch. Quý vị có nhu cầu mua, bán, ký gửi bất động sản tại khu dân cư Phước An, Long Thọ đô thị mới Nhơn Trạch xin hãy liên hệ với Phước Bình Land theo số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình hoặc đường link website ở phía dưới phần mô tả để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Phước Bình Land rất hân hạnh được hợp tác cùng quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Theo thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, cập nhật ngày 21 tháng 8 năm 2024, Đồng Nai tiếp tục xây mới, sửa chữa nhiều cơ sở y tế, chuẩn bị khởi công dự án trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch. Thông tin từ Sở Y tế, dự kiến quý 4 năm 2024 sẽ khởi công xây dựng trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch. Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch có quy mô 300 giường bệnh, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Vị trí trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch đặt tại thửa đất số 30 tờ bản đồ số 22 địa phận xã Phước An. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch ra thông báo số 633 trên TBUBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Theo bản vẽ số 1 đính kèm thì, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ thu hồi 5,1 hectare tại thửa đất số 30 tờ bản đồ số 22 thuộc địa phận xã Phước An để triển khai xây dựng công trình là Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch hay còn gọi là Bệnh viện Đa khoa huyện Nhơn Trạch, nằm trên trục đường Lê Hồng Phong. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch đã xuống cấp nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh tại đơn vị. Việc xây mới trung tâm nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại đơn vị, giúp giữ chân y, bác sĩ và người dân không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Trước đó, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2023, Đồng Nai được Trung ương giao trong đó có 3 dự án thuộc lĩnh vực y tế gồm dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và 5 trạm y tế tuyến xã, kế hoạch vốn là 12 tỷ đồng, dự án đang lập tổng dự toán. Dự án nâng cấp, cải tạo phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, cơ sở 2, dự kiến bố trí 20 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Dự án xây dựng mới 8 trạm y tế tuyến xã, dự kiến bố trí 80 tỷ đồng. Đối với dự án này, ngày 31/3/2023, Chính phủ có tờ trình số 92 trên TTRCB, trong đó có nội dung báo cáo Quốc hội không thực hiện phân bổ số vốn còn lại đối với các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Do đó, Đồng Nai sẽ chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư, đảm bảo nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp của năm 2022 và các dự án triển khai năm 2023 như xây dựng mới Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa, Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, đã duyệt chủ trương, đang thực hiện trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án nâng cấp, mở rộng khác đã được duyệt chủ trương đầu tư như Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bơm và xây dựng mới 12 trạm y tế, Phước Tân, Phú Lâm, Phú Trung, Bình Hòa, Bảo Quang, Thống Nhất, Bình Đa, Phước An, Phú Lập, Đại Phước, An Hòa và An Bình. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới 56 trạm y tế và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 46 trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Các dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đang trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo sẽ hoàn thành đi vào sử dụng trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Cảm ơn quý vị đã xem video của Trung tâm Giao dịch Bất động sản Nhơn Trạch Phước Bình Land. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Xin cảm ơn.